Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo nha. Hôm nay Thảo sang mì xào hập cẩm. Còn cái này là nước tương tỏi ớt. Rồi bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức với Thảo nha. Nguyên một dĩa siêu to khổng lồ luôn. Trong đây Thảo có Thảo xào với lại là mực nè, tôm, rồi nấm rơm, cải. Mình thích cái gì thì mình xào với cái đó mọi người ha. Mì gói xào hải sản nha mọi người. Mực nè mọi người. Nấm rơm. Cái này là rau mực nha. Nó giòn. Cái rau mực nó giòn rất là ngon. Con tôm nè. Cái cải này Thảo xào là cải ngọt nha mọi người. Mình thích cái gì thì mình bỏ vô cái đó thôi. Ngon xuất sắc luôn.
Cái này Thảo xào, Thảo chỉ nêm dầu hào với lại tương ớt thôi. Đơn giản. Bữa nay Thảo đổi cái góc quay cho nó lạ lạ xíu. Bây giờ ngoài trời đang u ám mọi người. Bữa nay mưa. Mưa dầm rồi. Cái dĩa mì xào này á, quá trời ấy luôn, quá trời topping luôn, topping ngập mặt. Chấm với lại nước tương tỏi ớt đó, nó thơm. Bây giờ bắt đầu cái chén này nó hấm cay rồi nè. Rồi mọi người ơi, Thảo ăn xong rồi đây. Thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.